Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh cái xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp touring có giảm xóc đến từ thương hiệu Gian XCR 3500, một cái mẫu xe mà các bác đi thể dục hay là đi cái tuyến đường hàng ngày đều rất là thích cái mẫu xe như này. Xe bánh 700c đi rất là nhẹ nhàng trong đường phố Việt Nam, có thêm cả giảm xóc đi êm ái hơn. Em giới thiệu đến các bác một phiên bản khung nhôm CR 3500 với màu đen và xám tàn thuốc, rất là đẹp. Cái chiếc xe đó cái màu kia đã nhã nhặn với các bác trung trung tuổi. Còn bộ dây là đã được chạy âm sườn thương hiệu Gian thì các bác đi cũng khá là yên tâm. Gian này thì đã đi nổi tiếng thế giới về với công nghệ làm khung nó phải là chắc chắn bậc nhất thị trường xe đạp thì nó rất là lành. Xe được chạy bộ chuyển động của Shimano Aluvio 9 tầng lít và 2 tầng đĩa, 3 tầng đĩa, 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ đồ trên xe nó là nguyên bản chính hãng hay trong xe của Gian bánh 700c. Phần ghi lông của chiếc xe thì là chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Aluvio và phanh dầu của Shimano. Mức giá đang bán tại cửa hàng là 8,8 triệu. Tất cả những cái đồ lắp trên xe này nó rất là hợp lý trong cái tầm giá. Và chiếc xe rất là đẹp, chỉ có 8,8 triệu. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe có size là size M, size trung bình thì các bác từ khoảng 1.65 đến khoảng 74-75 thì phù hợp. Xe đang có giá bán như em nói ngay từ đầu video là 8,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền, bao ship và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của nhân viên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.